Vâng, xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác video là lắp đặt chiếc camera hành trình WebVision M39 ở trên chiếc xe Ford Focus của bác Bình ở Hà Nội. Đây thì bên em đang tiến hành lắp đặt các công đoạn cuối cùng của chiếc camera này. Thì đây, các bác thấy trên màn hình đây là bên em đang đấu camera lùi, camera phía sau. Tức là camera phía sau này thì bình thường sẽ là ghi lại hành trình. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng số lùi thì sẽ chuyển về camera lùi, rất là tiện. WebVision M39 là chiếc camera dạng gương, ốp lên chiếc gương nguyên bản của xe và có hai camera, camera trước và camera sau, thì sẽ ghi hình đồng thời phía trước phía sau cùng một lúc. Đây, như bác thấy trên màn hình, đây là chiếc WebVision M39 được ốp lên chiếc gương nguyên bản của xe. Thì cũng rất là gọn, hoàn toàn là các bác tài, không ảnh hưởng gì đến cái tầm nhìn của mình, tức là không sẽ không có cái góc chết, cái điểm mù. Đây. Ok, đây là cái đây em đang quay ở vị trí là cái ghế lái. Đây, ghế lái chúng ta nhìn cũng không bị khuất này. Ok, em sẽ về phía sau nhé, ghế sau để xem, quan sát xem cái vị trí nào. Đây là vị trí ngồi ghế sau, rất là rõ này, rất là rõ nét. Nếu mà cái cam này mà với các bác ngồi phía sau, có thể là các chị em, có thể là các em nhỏ ngồi phía sau, có thể là sẽ xem được các video về, có thể giải trí, về học tiếng Anh đấy, về các video về kỹ năng cho trẻ, cũng rất là tiện, rất là hay đấy. Trên đường có thể đi đón bé về, đi về quê hoặc là di chuyển đi đâu đấy, thì có thể mở các video để cho các bé xem nghe, rất là tiện, rất là hữu ích. Ok, chúng ta cùng lên phía trước để trải nghiệm một số cái tính năng nhé. WebVision M39 thì được tích hợp cái công nghệ 4G, tức là chúng ta sử dụng cái sim 4G. Đây, gắn sim 4G vào đây. Cái việc gắn sim này thì sẽ giúp các bác là truy cập với mạng internet, cũng như đây em sẽ gắn sim này, truy cập về internet, cũng như là để phát wifi luôn. Đây nhá, đây các bác đút ngược, đút sim xuống này. Đây, móng tay em không có nên hơi gậy. Ok, cũng rất là dễ thôi. Thì ấn mạnh xuống đây, đây thẻ nhớ này, thẻ nhớ em đút tạm đây này. Mua camera hành trình WebVision M39 tại WebVision Việt Nam thì được tặng một thẻ nhớ 16GB này, thiết bị chống ngủ gật này, mũ bút từ đẳng cấp camera và một cái phiếu giảm giá trị giá 100.000 đồng. Thì với chính sách của WebVision là cho WebVision M39 là bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 12 tháng và được dùng thử trong vòng 7 ngày. Thì đây đang là chính sách tốt nhất Việt Nam hiện nay ở một cái hãng camera hành trình. Ok, đây chiếc cam này em đã gắn sim này, gắn sim và gắn thẻ nhớ. Đấy, mà đây là giao diện chính của cái WebVision M39, sử dụng cái hệ điều hành Android 5.1 và cái màn hình cảm ứng điện dung đa điểm 6.86 inch. Đấy, hiển thị cũng tương đối là đẹp, tươi, màu tương đối tươi. Cái giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt các bác nhé, nên là cũng tương đối là dễ dàng sử dụng cho các bác. Ok, ở đây WebVision M39 với hai camera này. Camera trước và camera sau. Đấy, rất là tiện. Bình thường thì sẽ là cái camera ghi hành trình. Nhưng mà chúng ta có thể là camera lùi luôn. Với những xe nào không có camera lùi. Đấy, rất là tiện. Bởi vì bây giờ chúng ta mua một cái camera lùi ở ngoài thì cũng, để mà dùng được thì cũng là tiền triệu. Đấy, thì
WebVision M39 nó tích hợp camera lùi, camera hình hành trình ghi hình trước sau cùng lúc này, thiết bị là giải trí đa năng, vào mạng nghe nhạc xem phim, bộ phát wifi, dẫn chỉ đường, định vị giám sát xe từ xa. Đấy, hoàn toàn chúng ta có rất là tiện, mọi thứ rất là tiện. Đấy. Thì tất cả là 10 trong 1. Đấy. Thì rất là tiện, các bác có thể tham khảo tại website webvision.vn hoặc là tìm kiếm trên Google là WebVision M39 thì để được bên em đã làm rất nhiều video clip để hướng dẫn lắp đặt cũng như là những cái trải nghiệm của khách hàng khi sử dụng WebVision M39 để các bác có thể tham khảo. Ok, chúng ta cùng trải nghiệm thử nhé. Bây giờ em sẽ trải nghiệm thử cái chức năng là nghe nhạc, xem phim, xem video ở trên camera này. Ok, bây giờ em thử cái số lùi nhá. Bật bật điện lên đã để bật điện này. Ok, đấy, bật điện thử đèn. Ok. Ok này, chúng ta có thể play trực tiếp cái nhạc tiếng. Đấy. Bình thường thì chúng ta có thể là xem nghe nhạc, xem video trực tiếp ở trên cam này. Âm thanh này thì vừa phải thôi. Nhưng mà chúng ta có thể kết nối trực tiếp để truyền âm thanh từ chiếc camera hành trình WebVision M39 xuống dàn âm thanh của xe. Đấy. Ok, chúng ta cùng thử nhá. Chỗ đây là cái tần số 87.5 này. Và bây giờ em sẽ điều chỉnh tần số trên camera để cùng tần số để nó truyền âm thanh xuống, để sử dụng cái truyền âm thanh này qua cái công nghệ FM transmitter. Ok, đây chúng ta thử nhá. 87.5 này. À ok, để bây giờ em test luôn số lùi nhá. Ok, đấy. Khi về số lùi thì nó chuyển sang trạng thái camera lùi, rất là tiện. 87.5. Ok, bây giờ chúng ta cùng này chỉnh cái tần số nó khác cái sóng FM đi một chút là nó sẽ nghe được âm thanh tốt hơn. Ok, đấy các bác thấy này, đây là em đang nghe nhạc trực tiếp từ trên thẻ nhớ truyền từ camera hành trình WebVision M39 xuống dàn âm thanh của xe, và chúng ta hoàn toàn điều chỉnh được. Anh thử vào số lùi. Ok, chúng ta đây em bình thường chúng ta đang giải trí và bây giờ em sẽ về số lùi này. Đang số lùi. Ok, đấy. Cho lên, em gạt lên. Rồi gạt lại. Đang số lùi. Ok, đấy. Các bác thấy không? Bình thường chúng ta camera thì sẽ là ở chế độ hành trình, ghi hình phía trước phía sau, như khi chúng ta chuyển số lùi thì sẽ là camera lùi của chúng ta luôn, rất là tiện. Đây là em đang nghe nhạc ở trên thẻ nhớ. Giờ chúng ta em thử cái nhạc vừa rồi, nhạc tiếng, bây giờ nhạc hình nhá. Ok. Tắt điện xe đi, đấu vào nó đấy. Tắt điện. Tắt điện xe đi để em đấu cái số lùi đã. Ok, do âm thanh vừa tắt rồi để đấu hoàn thiện nốt điện. Bây giờ
em tắt cái FM transmitter đi để cùng nghe thử nha. Đây. Đây. Đấy, chúng ta có thể play cái nhạc hình. Đấy là nhạc hình trên thẻ nhớ này. Bây giờ chúng ta có thể play trực tiếp cái nhạc ở trên YouTube luôn. Đây, chúng ta vào YouTube này, mở một bài hát chẳng hạn đây. Mở một cái video, em đã gắn sim 4G đấy các bác nhá. Ở trong đây, trong ngõ chỗ này, cái 4G của Mobifone nó hơi yếu một chút. Thì mong các bác khó chờ một chút để xem video. Còn bình thường nếu mà ra ngoài hoặc là chỗ này mà mở có cái 4G của Viettel thì cũng tương đối nhanh. Xong rồi à? Ok, đây để em thử bật thử đây. Bluetooth nối với cái điện thoại như thế nào? Vâng, ok đây. Đây. Ok, bây giờ chúng ta cùng bật thử nha. Đây. Đây. Toàn bộ truyền âm thanh xuống dàn âm thanh xe. Họ sách vỡ tới trường rồi diêu nhân với bụt mực bạn ơi. Nó bị lừa. Tao vui ghê lắm. Cảm ơn cái bụng của người. Mùa xuân hoa nở trong rừng. Bọn tao ai cũng vui mừng. Cùng nhau ta hát tưng bừng chào xuân. Ui. Ô Giảng ơi, cái bụng người miền xuôi khơn túa rồi. Nó bị con ma rừng bắt rồi. Cậu có muốn tôi đánh cho cậu tè dầm ra quần không hả? Giảng ơi, em chờ câu này lâu lắm rồi. Các cậu có biết bàn tay có những khe hở để làm gì không? Ok, đấy. Chúng ta có thể thực hiện rất nhiều cái chức năng giải trí. Nghe nhạc này, xem video này, trên này nhớ và xem trực tiếp ở trên YouTube. Cái này đấy, 3G, 4G của Mobi nó hơi yếu chút chút. Đây em đang play một cái video trực tiếp ở YouTube nhá, trực tuyến luôn đấy. Đây, mạng chậm, mạng hơi chậm. Đấy, WebVision M39, camera hành trình ghi hình trước sau, camera lùi này, dẫn chỉ đường của Navitel, nghe nhạc xem phim, kết nối internet, bộ phát wifi, giám sát định vị xe từ xa. Đã có tín hiệu vệ tinh. Đấy, rất là tiện. Đàm thoại rảnh tay nhờ cái công nghệ Bluetooth 4.0. Đấy, kết nối điện thoại, chúng ta đi trên đường và chúng ta có thể cài đặt rất nhiều ứng dụng khác. Nhờ cái CH Play. Bởi vì cái này là sử dụng hệ điều hành Android 5.1 nên các bác có thể cài đặt rất nhiều ứng dụng ở Facebook, Zalo và rất nhiều thứ khác mà các bác muốn cài ở trên này. Đấy, rất là tiện. Đây, cài phát wifi. Đấy, chúng ta có thể phát wifi được. Đấy, đây là định vị xe từ xa. Đã kết nối mạng di động. Đấy. Ok, thiết bị trực tuyến rất là tiện. Ok, để tìm hiểu cái thông tin về sản phẩm thì các bác có thể truy cập vào website webvision.vn hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900-0388 để biết thêm các thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như chính sách. Thì bên em sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất cho các bác. Ok, chúng ta cùng thưởng thức một cái bài nhạc. Chúng ta cũng đóng cái cửa này vào.
online. Đấy, có thể là copy vào thẻ nhớ để xem. Đấy, rất là tiện. Okay, thử một bài khác nhá. Trải nghiệm một số cái tính năng của WebVision M39 được lắp đặt ở trên chiếc Ford Focus của Bắc Bình ở Hà Nội. Thì bên em đang có những cái chính sách mà được đánh giá là tốt nhất Việt Nam hiện nay, thì các bác có thể tham khảo tại website webvision.vn hoặc là gọi điện đến tổng đài 1900-0388 để biết thêm thông tin chi tiết. Hoàn toàn có thể giải trí ở trên xe. Đây, chúng ta có thể xem vị trí lắp đặt ở camera sau. Đây. Camera sau với 4 mắt LED hồng ngoại này sẽ giúp các bác là quay buổi tối này, lùi sẽ rõ nét hơn. Đây, với góc quay 170 độ này hoàn toàn chúng ta có thể này quay được cái cảnh hoặc khung cảnh phía sau. Đấy, rất là tiện. Vừa là camera hành trình ghi hình phía sau, vừa là camera lùi, rất là tiện. WebVision M39 được mệnh danh là một cái thiết bị mà có thể thay thế đầu DVD. Thì tại sao vậy thì các bác có thể gọi điện ngay đến cái tổng đài nhá, hoặc là truy cập vào website webvision.vn để biết thêm các thông tin chi tiết và cũng như được hỗ trợ một cách tốt nhất. Tổng đài 1900-0388 phục vụ các bác. Ok. Xin dừng video clip tại đây nhé. Thì rất cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi cũng như ủng hộ WebVision. Thay mặt WebVision Việt Nam xin cảm ơn Bắc Bình đã ủng hộ WebVision và để qua cửa hàng để lắp đặt. Thì bên em lắp đặt miễn phí tại các tỉnh thành phố lớn trên cả nước các bác nhé. Thì các bác lên website để xem danh sách đại lý và những nơi và gần mình hỗ trợ tư vấn để được trải nghiệm sản phẩm nhé các bác nhé. Ok, em xin cảm ơn các bác, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ.